trung tâm Hiền Miêu xin chào anh em. Quay trở lại video clip ngày hôm nay thì bên em Miêu sẽ thực hiện lên một cái combo karaoke thực sự đẳng cấp để phục vụ cho karaoke gia đình hoặc sự kiện nhà hàng. Anh em nhu cầu đầu tư về combo này thì bên em Miêu thực hiện lên combo và đồng thời báo giá đủ bộ này để cho anh em nào nhu cầu đầu tư có thể biết được về giá trị của sản phẩm cũng như tình trạng độ đẹp xấu của loa. Thì đối với combo này thì bên em thực hiện giới thiệu tới anh em một cặp súp 4718X sở hữu bát 50 đơn, một treo kèn và một cặp loa 4738X huyền thoại mệnh danh vua mặt đất rồi. Đối với combo này thì đời sản xuất là made in USA toàn bộ, cực kỳ đẹp và đồng bộ cả súp và full. Đây là một cái combo mà được đánh giá là nhiều người chơi và với hình thức thiết kế hoành tráng đẳng cấp, em sử dụng với độ bền bỉ cao. Và cấu hình này để cho chất âm hay thì nó có rất nhiều cách ghép về phối ghép về kỹ thuật cũng như về công suất, nhưng bên em Miêu này thực hiện sử dụng một con đẩy 4 kênh để đánh cho hai súp và hai full. Thì sẽ sử dụng đánh cho một cục đẩy DB Autix 4.25. Cái này có công suất đạt khoảng 2500W trên một kênh, một vang số S690, một vang một mic DB550 và hệ thống tủ máy. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà làm sao ra hiệu quả âm thanh tốt và cũng như giá trị hợp lý. Thì em sẽ lên combo này cho anh em mức giá giờ khoảng 100 hơn 100 triệu. Cộng cụ thể chi tiết vào thì em sẽ báo qua một cặp súp này là 45 triệu. Đôi loa là 73 triệu. Còn những đôi xấu hơn thì giá dưới 70 triệu. Còn đôi đẹp tuyển như này giá 75 triệu. À 73 triệu. Còn cặp súp này cũng đẹp tuyển chọn cho anh em là 25 triệu. Con đẩy kìa 20 triệu, vang 5,5 triệu, mic của nó 5 triệu với lại quản lý nguồn. Đấy thì anh em có thể cộng qua biết. Để test về chất âm karaoke của về phần nghe nhạc thì trước bên em đã test rồi. Sau đây bên em sẽ test về phần karaoke để anh em biết được cái độ tiếng mic cũng như cái độ trung thực sắc nét của cái combo này. Sau để bên em sẽ thực hiện lên những combo sau tiếp cho anh em. Ở đây sẽ gửi đến anh em một ca khúc được mang tên Tình Ca của Hoàng Việt do ca sĩ Trọng Hòa trình bày. Anh em nghe chất âm của combo này. Cực kỳ dài dặn chi tiết luôn. Hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta, ta hát tiếng giông mưa thét gào cuốn giang phong ba. Em mới nghe chăng lời trái tim vòng ra rung trong không gian mặt biển rồi ầm vang qua lối biếc chập trùng xa xa qua bóng mây che mờ quê ta tiếng ca đời đời chung huy thiết tha. Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa ta biến hình đôi ta thành những ánh sao tỏa sáng vượt phong băng qua. Đối với 4738X và súp 4738X thì anh em chơi combo này cực kỳ bền bỉ luôn, không có đối thủ về độ bền.
ơi răng răng ngoài nắng xuân đẹp nay tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây em hãy nhớ nụ cười tươi xinh như cánh hoa xuân chào riêng anh nói nhau nghìn lời thank you.